Và ngay sau đây xin được giới thiệu thí sinh đầu tiên. Họ chắc chắn không phải nằm trong top những người giảm cân không tốt. Xin được giới thiệu thí sinh Ngọc Sơn. Thử thách chạy trên biển thực sự rất là khó với mình. Phải chạy dưới nước vì sức nặng của nước rất là nặng, làm cho bước chân mình cảm giác như không thể nhấc nổi lên. Đoạn mà phải lên dốc, nó cần một cái sức lực rất là mạnh để có thể lấy đà để chạy lên. Mình có một cái thể lực tốt hơn các anh chị khác, nên mình nghĩ là mình có lợi thế là có thể làm được những động tác khó hay làm những động tác đòi hỏi sự dẻo dai. Thì mình nghĩ là đó là một cái lợi thế tốt cho mình. Áp lực hiện tại của mình bây giờ là làm sao để có một bài nhảy tốt nhất, bởi vì tuần trước mình thể hiện bài thi của mình mà không được hài lòng cả ban giám khảo và cũng như chị Phạm Lịch. Và tuần này mình đang bị áp lực bài nhảy về Latin, bởi vì thực sự đây là một bộ môn rất là khó mà mình chưa bao giờ được tiếp xúc cả. Mình thực sự rất là sợ những lúc mà chị khó chịu, đặc biệt là khi mà tập không được bài chị bỏ về và chả nói câu nào cả. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai. Sân khấu của chúng ta nóng bỏng hẳn lên, thật là sôi động phải không ạ? Và bây giờ hãy cùng hồi hộp nghe nhận xét của ban giám khảo nhé. Anh Hoài Linh ạ. Một cái mở màn rất là dễ thương, cái vũ điệu cũng khá là nóng bỏng và những cái động tác rất là khó. Và chú nghĩ là Sơn đã diễn rất là tốt bài này. Và cả con phải cảm ơn chị Lịch nè, cho con xô được cái phần múa bụng á. Nha, nhưng mà chú chỉ khen tuần này thôi. Bắt đầu từ tuần sau trở đi, con có khoe là bắt đầu con phải khoe mít, chứ con phải khoe mỡ nữa, nghe chưa? Nó phải nổi muối lên. Đó, như vậy là con mới giảm cân được. Chứ còn cục mỡ mà nó còn lúc la lúc lắc như vậy là nguy hiểm lắm đó con. Nha. Cảm ơn chú Hoài Linh ạ. Và giám khảo John Huy Trần. Thì trong cái bài này, cái phần đầu là cái nhạc nó rất là mềm đúng không? Và xong cái phần hai nó có một cái contrast, nó vô cái Brazilian samba, xong tụi em lắc 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 và nó rất là đã. Nhưng mà hai cái cảm giác này anh thấy nó rất là tốt. Sơn, cái phần diễn của em tốt, nhưng mà giao lưu một tí xíu nữa với Lịch. Sơn ơi, vì Lịch diễn rất tốt, em phải cố gắng một tí xíu nữa giao lưu sử dụng nhau và cái tiết mục nó sẽ hay hơn. Câu này tôi nghe lạ lạ, giao lưu sử dụng nhau là sao? Là nhìn nhau. À, tức là giao lưu lẫn nhau chứ sao? Yeah. Giao lưu sử dụng nhau. Tức là giao lưu với nhau. Những động tác mà mình có thể... Ủa? Hồi nãy em nói cái ý anh đổi cái ý mà người Việt Nam tôi không hiểu luôn á. Với lại có cái này nè. Thực sự ra khi con bước á, là cái bước của con á, nó hơi nặng nề là bởi vì cái thân thể con như thế. Nhưng còn một cái điều nữa là tất cả những người mà nhảy dance sport là đều mang giày và gót hơi cao. Thành thử cái nhón chân như vậy nè, để cho con dễ lắc hơn. Còn cái này con đi chân không á, thành thử là khi mà con bước nó rất là khó.
À, nhưng mà con đã cố gắng như vậy là chú khen con rồi. Vâng. Còn một giám khảo cuối cùng nữa rất là khó tính. À, tôi thì không khó tính, tôi chỉ nói những điều rất thật theo quan sát của mình. Tôi thấy những cái động tác trên bãi biển, trên nền nhạc cái này đó, riêng Sơn làm, nó chưa làm cho tôi thấy đã, thật đã. Có ý tưởng, có tất cả mọi thứ, nhưng vẫn còn một chút gì đó nó cho tôi thấy rằng là em đang cố gắng thuộc bài. Và em cần phải nói mạnh bạo hơn và chủ động hơn nữa. Có đúng một điểm rất là đặc biệt mà nó có thể làm xóa đi tất cả những cái lỗi lầm là cái phần lắc bụng của em. À, nó hoàn toàn hợp lý trên đúng cái nền nhạc. Đó là rất duyên dáng. Vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ số điểm ban giám khảo dành cho Ngọc Sơn. Hưng quyết định 6 điểm. 6 điểm. Anh John Huy ạ. Cũng vậy, 6 điểm. Anh Hoài Linh. Tôi ngồi trong vàng này tôi già nhất. Tôi cho thêm điểm nữa, 7 điểm. Xin cảm ơn. Không có khó để mà biết rằng là có hai thí sinh rất được anh Linh cưng. Đó, lúc nào cũng được có thêm điểm ưu tiên, đó là Ngọc Sơn và Thủy Tiên. Tôi đoán chắc là như vậy, để xem nha. Em không nhận ra điều đó mà anh Hưng biết luôn. Họ hiểu nhau quá mà. Vâng. Điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Ngọc Sơn 6,3 điểm. Chúc mừng bạn. Và bây giờ mời Ngọc Sơn bước lên cân để xem tuần vừa qua bạn giảm được bao nhiêu. Số cân cũ của bạn là 79,9 cân. Và số cân mới của bạn là rất tròn trịa, 77,9 cân. Giảm được 2 cân. Oh. 2 cân tương đương 2,5%. Vậy tổng điểm của bạn 8,8 điểm. Chúc mừng.